Điều đáng quan tâm và khiến cho người Việt lo lắng là hiện có hơn 2,2 triệu người Việt sinh sống và làm việc tại Mỹ. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ người Việt đang sinh sống tại đây, thì người dân chỉ biết số người bị bệnh qua thống kê từ các cơ quan y tế địa phương và các trung tâm nghiên cứu của các trường đại học. Do đời sống các nhân ở Mỹ được tôn trọng tối đa, nên không thể biết ai ở nhà nào bị nhiễm bệnh như ở các quốc gia khác. Một chị ở quận Cam thuộc bang California chia sẻ rằng, với tình hình bệnh dịch lây lan hiện nay thì điều quan trọng nhất tại đây là không ai mang khẩu trang trong nơi làm việc, trừ những người tiếp xúc với khách hàng. Chị chia sẻ là việc mang khẩu trang đó là điểm rất mới mẻ với người dân nơi đây, trừ là các bạn ở Việt Nam mới sang thì xem nó là chuyện bình thường. Còn thực sự đối với nhiều người đã sống ở đây lâu rồi thì chuyện này quả nhiên rất là khó khăn. Dù là sống ở trong nơi được coi là tâm dịch, nhưng phải nói rằng tình hình căng thẳng ở đâu thì không thấy, nhưng mà tâm trí cũng không cảm thấy lo lắng lắm, bởi mình cứ làm theo đúng như hướng dẫn của chính phủ quy định. Điều lo nhất của mọi người, nhất là đối với người Việt ở Mỹ, đó là công ăn việc làm. Những người thu nhập thấp đến trung bình bị mất việc trong thời gian này thì họ không thể nào mà yên tâm được. Dù rằng có số tiền trợ cấp của chính phủ khá là nhiều, tuy nhiên cũng chỉ một thời gian mà thôi. Và đây là điều chưa từng có từ trước đến nay. Số tiền đáp ứng được nhu cầu trong một thời gian ngắn và sau đó phải tìm được việc làm mà đại dịch này đã khiến cho nhiều cơ sở có thể không còn hoạt động lại như xưa. Và các chuyên gia dự đoán là phải đến năm 2022 thì mới có thể trở lại bình thường như trước khi xảy ra dịch. Và hẳn nhiên trong thời gian đó thì có rất nhiều người khốn đốn. Điểm nổi bật của người Việt tại đây đó là có tâm lý phòng xa, nên còn có thể có được ít tiền dự trữ để mà trả tiền nhà, tiền xe phòng. Nhưng cũng có rất nhiều người mất việc sẽ đồng nghĩa với mất nhà hay là không có chỗ ở trong thời gian tới đây. Bởi họ sống bằng paycheck, tức là mọi chi phí của họ đều trông chờ vào ngân phiếu được nhận 2 tuần trên một lần. Nhiều nơi có nhiều biện pháp giúp đỡ người Việt vượt qua khó khăn, như là cho hoãn trả tiền nhà trong 3 tháng. Thế nhưng, số tiền nhà 3 tháng gộp lại trong khi việc làm chưa có, đó lại trở thành một gánh nặng cũng như là một ác mộng mới. Đa số mọi người đều chủ động giảm bớt các khoản chi phí phát sinh, tiền điện thoại, bảo hiểm xe, vân vân. Còn nói về lương thực thực phẩm thì từ khi dịch bệnh bùng phát thì việc dự trữ lương thực thiết yếu đó là nhu cầu quan trọng nhất của người dân trên toàn thế giới, và một số quốc gia cũng đã bắt đầu tích trữ các mặt hàng thiết yếu cũng như là hạn chế xuất khẩu nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong nước do dịch diễn biến phức tạp. Trong thời gian qua thì việc dự trữ lương thực, mặt hàng thiết yếu bị đánh đồng với hành động đầu cơ. Tuy nhiên, hai việc này hoàn toàn khác nhau. Chủ động dự trữ lương thực nhằm hạn chế ra ngoài, tiếp xúc nơi đông người trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đó là điều đáng khích lệ. Và đặc biệt tại điểm nóng như Mỹ thì việc tích trữ đó là điều không thể thiếu của người dân nơi đây. Thường thì người Mỹ gốc Việt chúng ta dự trữ thực phẩm tươi như là thịt heo, thịt gà, thịt bò, rau củ và gạo nhiều hơn các mặt hàng đóng hộp. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì dự trữ đó cũng phần nào có giảm bớt vì các chợ lớn nhỏ cũng đều có đủ mặt hàng họ cần, nên không còn lo lắng như mấy tuần trước đây nữa. Một cơn dậy sóng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong ngành nail ở tại California được tác giả Đằng Dao chia sẻ lại. Qua phát biểu gây chấn động của thống đốc bang California, ông Gavin Newsom đã dẫn đến một cuộc họp báo. Và tại cuộc họp báo này, luật sư Mai Võ nói rằng trong lúc trả lời câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo của mình, thống đốc Gavin Newsom đã đưa ra những bình luận gây nhiều sự ngạc nhiên cũng như là sự thất vọng. Ông nói chi tiết hơn, từng là chủ sở hữu nhà hàng, thống đốc hẳn phải biết là sự khó khăn của chủ các doanh nghiệp nhỏ như những người chủ của 11.000 tiệm nail ở California, và phần lớn là do người Mỹ gốc Việt làm chủ và điều hành. Chúng tôi cũng biết về sự hỗ trợ của ông Newsom dành cho những người nhập cư và người tị nạn. Những người này đã có vô số đóng góp giúp cho California phát triển.
Ông nói tiếp rằng chúng tôi rất đau lòng vì những lời nói của thống đốc có thể góp phần làm tăng thêm sự lo lắng và sợ hãi trong cộng đồng. Chúng tôi muốn nói và chúng tôi muốn mời thống đốc Newsom đến thăm Little Sài Gòn để thấy những nỗ lực của người gốc Việt trong ngành neo chống đại dịch coronavirus như thế nào. Và ông cam đoan rằng tôi tin ông ấy sẽ không thất vọng đâu. Là người Mỹ gốc Việt, trái tim của chúng tôi luôn hướng về những người đã mất, những gia đình bị ảnh hưởng cùng với rất nhiều người khác đang gặp khó khăn do đại dịch gây ra. Với vai trò đại diện của Nailing It for America, ông Tông Nguyễn cũng chia sẻ, nói rằng và tôi rất ngạc nhiên trước câu nói của thống đốc. Ông cho biết sau khi tìm hiểu, ông biết thống đốc Newsom nói về một tiệm nail ở miền Bắc California. Chúng tôi vẫn chưa biết đây là tiệm nào, ở thành phố nào, ông nói. Ông nói tiếp rằng, từ khi đại dịch này lan tràn trên nước Mỹ cho đến nay, không ai nói một lời gì về ngành nail gồm 80% là người gốc Việt. Tôi mong thống đốc Newsom có thể đưa ra bằng chứng cho lời tuyên bố của ông. Nhưng ông Tâm Nguyễn cũng mong văn phòng thống đốc sớm có một chỉ dẫn rõ rệt cho ngành nail và ngành tóc ở tại Cali. Ông nói, tôi mong muốn thống đốc sẽ sớm có những hướng dẫn cụ thể cho giới làm nail và tóc để họ có thể giúp cho ngăn chặn sự lây lan của dịch trong giai đoạn thứ ba khi tiểu bang cho những tiệm nail mở cửa trở lại. Không chỉ người gốc Việt mà người bản xứ cũng thất vọng trước tuyên bố của ông Newsom. Đài CNBC dẫn lời của bà Sonner là chủ của tiệm Sonner & James Nail ở Auckland cho hay là bà bị sốc trước thông tin của thống đốc và nói là chưa bao giờ nghe giới chức y tế nào cũng như là hội đồng thẩm mỹ của Cali xác nhận ổ dịch bắt nguồn từ tiệm nail. Nếu họ biết đúng là như vậy thì họ hoàn toàn chưa bao giờ gửi bất kỳ thông tin nào cho người làm nghề nail. Bà Sonner nói rằng trong một cuộc phỏng vấn nghe mà thấy sợ, bà lo ngại thông tin của ông Newsom sẽ khiến cho khách hàng tránh xa tiệm nail ngay cả khi dịch vụ này được phép hoạt động trở lại. Cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn hiện là ứng cử viên dân biểu Cali địa hạt 72 trong cuộc bầu cử, một địa hạt trong cộng đồng Lido Sài Gòn, nơi cư dân Việt Nam lớn nhất là tại hải ngoại. Bà cũng nói rằng tôi yêu cầu thống đốc cáo lỗi vì lời tuyên bố của ông đã ảnh hưởng đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Những lời công bố không công bằng của thống đốc đã gây nên mục tiêu trên cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nhưng tuyên bố của thống đốc sẽ gây thêm sợ hãi và hoảng loạn cho các doanh nghiệp vốn đang trong tình trạng bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch. Đối với người Mỹ gốc Việt sở hữu và làm việc trong ngành nail, đây không chỉ là một công việc mà còn là một kinh doanh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đây là sự sống của họ và họ đã bị thất thoát lớn lao khi bị đóng cửa. Và giờ đây thống đốc gây thêm thiệt hại đến ngành nghề này qua lời tuyên bố đổ lỗi sự lan truyền đại dịch từ tiệm nail. Hoa Kỳ đã mất là 20,5 triệu việc làm trong tháng 4, số tổn thất lớn nhất tính từ thời đại suy thoái và cũng là bằng chứng cho thấy đại dịch ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo báo cáo thất nghiệp của Bộ Lao động công bố vào ngày 8 tháng 5, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tăng lên là 14,7% vào tháng trước và phá vỡ kỷ lục cũ ở thời sau đệ nhị thế chiến, đó là 10,8%, ghi nhận vào tháng 11 năm 1982. Con số này đồng thời củng cố thêm các dự đoán của giới phân tích nói rằng vốn cho rằng kinh tế sẽ hồi phục rất chậm khỏi suy thoái, vốn xảy ra bởi lệnh đóng cửa được các tiểu bang ban hành từ giữa tháng 3. Khủng hoảng kinh tế đang gây khó khăn cho nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump trước áp lực chính trị và xã hội ngày càng cao. Chính phủ Tổng thống Donald Trump đang nóng lòng muốn mở cửa lại nền kinh tế và bất chấp việc số ca nhiễm coronavirus vẫn còn tăng và dự báo sẽ có thể xấu về tỷ lệ tử vong. Tổn thất việc làm trong 2 tháng qua đã đẩy mức tuyển dụng trong các ngành không phải nông nghiệp xuống mức thấp nhất tính từ tháng 2 năm 2011. Tình trạng sa thải xảy ra gần như là mọi ngành nghề, trong đó ngành giải trí và nhà hàng khách sạn mất đến 7,7 triệu việc làm. Điều đáng ngạc nhiên đó là ngành y tế cũng mất đến 1,4 triệu việc làm do các văn phòng nha sĩ, bác sĩ phải đóng cửa và do các bệnh nhân không nhiễm coronavirus
không muốn tới bệnh viện và các trung tâm y tế. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.